Khi học sang đến nơi bá, mình cảm giác kiến thức nó rất là nhiều. Cái khả năng tư duy học, tự học của mình cũng rất là kém. Nên mình lại chọn Dũng Mori làm người bạn đồng hành trong suốt chặng đường học nơi bá của mình. Cách đây 2 năm khi chồng mình chuyển công tác tới Nhật và mình có theo anh chuyển qua Nhật. Thì khi mà mới đến Nhật thì mình hoàn toàn không biết một chút gì tiếng Nhật cả. Và cuộc sống lúc đó gặp rất nhiều khó khăn. Vì thế mà mình quyết định là sẽ phải nhanh chóng học tiếng Nhật để có thể sử dụng trong cuộc sống giao tiếp hàng ngày. Sau khi ra trường, áp lực công việc cùng với hạn chế về mặt thời gian, mình dần quên đi mục tiêu của bản thân. Mặc dù có N3, nhưng trong công việc, mình vẫn gặp rất nhiều khó khăn khi giao tiếp với người Nhật. Và mình quyết định đặt mục tiêu thi N2 trong tháng 7 năm nay. Kanji là cái phần mà có thể là em dở nhất. Cho nên là ngoài những bài giảng có sẵn trên Dũng Mori, em còn làm thêm các bài tập ở dưới phòng bài giảng. Sau đó có đọc thêm sách ở ngoài và tự viết lại, viết đi viết lại rất là nhiều lần. Viết cả âm on, âm kinh và các từ vựng liên quan đi kèm. Tiếp tới là phần ngữ pháp thì em chỉ học ngữ pháp của cô Thanh ở trên app Dũng Mori. Thì các bài giảng ngữ pháp chỉ khoảng từ 5 đến 7 phút, rất là ngắn gọn và dễ nhớ. Tiếp tới là phần đọc hiểu và nghe hiểu thì em cũng làm các bài tập có sẵn ở trên app. Và tới giai đoạn cuối gần tới kỳ thi thì em giải lại tất cả các đề của các năm trước để quen được các cấu trúc đề và học thêm nhiều từ vựng mới hơn. Cách học rất là đơn giản, một buổi bài chỉ có 3 chữ thôi, rất là dễ nhớ và có thêm vài phần từ vựng nữa. Thì mình vừa học kanji, mình vừa học từ vựng và cách học đó cũng khá là dễ nhớ đối với mình. Thì mình vừa được nhìn, vừa được nghe và mình tự viết ra để nhớ chữ kanji. Còn về phần ngữ pháp thì là mình học từ cô Thanh. Thì mình cũng đã xem video của cô Thanh tại đây. Cô Thanh dạy cũng giảng giải cũng rất là dễ hiểu. Không như mình tự học qua sách thì nó rất là khó hiểu và không biết định hướng như thế nào. Phần học ngữ pháp, đây là cái phần mình thích nhất ở Dũng Mori. Phải nói là cô Thanh dạy ngữ pháp là đỉnh của đỉnh luôn. Không biết có bạn nào giống mình không? Học với cô Thanh không chỉ khả năng tiếng Nhật mà khả năng tiếng Việt của mình cũng tiến bộ hơn rất nhiều. Vì cái khả năng truyền đạt của cô Thanh phải nói là rất dễ đi vào lòng người. Thì lúc đó bạn mình đang học trên ứng dụng Dũng Mori và giới thiệu cho mình. Bạn mình có nói rằng là giáo trình của các thầy cô trên Dũng Mori rất là tốt, dễ hiểu và dễ ứng dụng. Thế là mình theo cái sự giới thiệu của bạn mình và mình cũng cài ứng dụng Dũng Mori về học thử, bắt đầu với cái khóa N5 là khóa học miễn phí. Sau khi kết thúc khóa N5 thì mình cũng nhận ra là Dũng Mori dạy rất là dễ hiểu, mình học đến đâu thì hiểu đến đó và có thể ứng dụng được trong cuộc sống hàng ngày. Và thế là từ đó đến giờ mình đã học khóa N4, N3 và N2 cùng với các thầy cô của Dũng Mori. Trong app Dũng Mori này thì mình thấy một cái rất là hay, đó là mình có thể tải video về và mình những lúc nào rảnh không có mạng thì mình có thể mở ra xem. Ngoài những kiến thức ở trong sách vở, thầy cô còn chia sẻ những kiến thức ở bên ngoài xã hội, như làm thế nào để có thể giao tiếp tốt được với người Nhật, làm thế nào để bắt chuyện được với người Nhật, làm thế nào để nói tiếng Nhật một cách tự nhiên nhất. Một phần mà mình thấy khá là hay trong quá trình học đó là từ vựng được các thầy cô chia ra thành tính từ, động từ, danh từ riêng biệt. Bên cạnh việc học mặt chữ và kanji thì còn có cả phần phát âm, rất giúp ích cho phần luyện nghe. Và trong lúc học, thầy cô luôn tạo ra một bầu không khí vui vẻ, thoải mái, khiến cho việc học không còn cảm giác căng thẳng. 講義が詳しくて 先生の教え方も分かりやすいと思いますよ。
Sau khi học khóa học của Dùng Mori, mình thấy khả năng tiếng Nhật của mình đã tiến bộ hơn so với trước rất nhiều. Hiện tại với cái công việc của mình chủ yếu là giao tiếp với người Nhật thì mình cảm thấy là cũng đã tự tin và lúc mà nói chuyện với người Nhật mình cũng có thể là hiểu được họ đang nói gì và mình cũng có thể diễn đạt lại cho họ những cái ý của mình. Mình cảm thấy rất là vui với cái kết quả như vậy. Cho tới thời điểm hiện tại sau 2 năm học thì hiện giờ mình có thể sử dụng tiếng Nhật một cách thoải mái và có thể diễn đạt được ý muốn của mình trong những cái tình huống giao tiếp hàng ngày trong cuộc sống, và nhờ đó mà cuộc sống của mình cũng trở nên dễ chịu, thoải mái và mình cảm thấy tự tin hơn đối với cuộc sống tại Nhật. Không biết có bạn nào giống như mình không? Lúc mà trong quá trình học tiếng Nhật ấy, mình thường hay xuất hiện những cái suy nghĩ rằng học tiếng Nhật để làm gì? Sau này về có tấm bằng trong tay thì về Việt Nam mình sẽ xin được cái công việc gì? Lúc đó mình phải nói là đấu tranh tư tưởng dữ lắm. Bây giờ mình cũng đã nghỉ thoảng rồi. Hiện tại mình đang học tập và sinh sống và làm việc ở Nhật Bản, tiếng Nhật thực sự rất là quan trọng trong cuộc sống của mình, đúng không? Tương lai sau này mình không biết là như thế nào, nhưng trước mặt mình cứ học tập tốt tiếng Nhật. Điều quan trọng là mình có vượt qua được cái chính mình hay không, vượt qua được cái sự lười nhác của bản thân mình hay không. Đó mới chính là điều quan trọng. Mình nghĩ rằng học gì thì học thì cái điều quan trọng nhất chính là cái sự nỗ lực của bản thân chúng ta thôi. Mỗi ngày hãy cố gắng một chút, tích lũy một chút, dành ra dù chỉ 15-30 phút để ôn từ vựng, ôn ngữ pháp thôi, thì chắc chắn đến một ngày nào đấy chính bản thân chúng ta cũng sẽ ngạc nhiên và cảm thấy tự hào vì cái sự nỗ lực của mình đã có được thành quả. Và đến bây giờ thì mình nghĩ lại, mình cảm thấy là tiếng Nhật không khó các bạn ạ. Khó là ở sự nỗ lực của bản thân thôi. 毎日 勉強 頑張ったら 合格 できます と思いますよ 皆さん 頑張ってください 頑張りましょう Chúc các bạn tìm được phương pháp học tập phù hợp và thi đậu trong những kỳ thi sắp tới nha.